Hai chào cả nhà, thì hiện tại thì Thi Lê với lại cậu Dũng đang có mặt tại Hóc Môn nha cả nhà. Thì hiện tại thì Thi Lê đang có mặt tại Hóc Môn, tại nhà, ngôi nhà của cái người chủ của hai con bé chó mà cái ông chủ chặt chân cả nhà. Thì cũng giữ đúng như theo cái lời hứa, thì sau khi mà đoạn clip của Thi Lê đăng tải lên mạng xã hội đó và lên kênh YouTube của Thi Lê đã nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thương của tất cả quý bà cô chú Mạnh Thường Quân, và tất cả quý bà cô chú Mạnh Thường Quân và những người yêu thương động vật đã chạm đến trái tim của họ, và họ đã hỗ trợ cho Thi Lê số tiền, và Thi Lê có đủ cái kinh phí để cứu hai con bé này về với cái giá mà cái người chủ mà độc ác đã đưa ra cho Thi Lê là 3,5 triệu. Thì nói chung thì ông chủ thì ông không có cho Thi Lê vào nhà quay, thì ông chủ chỉ kêu đưa cái chuồng rồi ông mang ra hai bé ra thôi. Nè cả nhà, thì trước ống kính màn hình nè, thì cả nhà nhìn thấy nè, đây là hai con bé chó. Một con thì bị ổng chặt từ hồi nhỏ, còn một con thì nguyên vẹn mà ổng xiềng xích, cả nhà thấy nè, nguyên một cái ổ khóa nhìn chóng mặt luôn á. Thì bây giờ ổng nói kêu Thi Lê chờ, đứng ở đây chờ xíu, ổng đi mua rượu rồi xong xuôi rồi ổng về. Thì bởi vậy trong cái lúc mà ổng đi mua rượu thì Thi Lê mới dám quay thôi. Chị ổng thấy máy quay vui phiền là ổng ghét lắm, ổng chửi Thi Lê từ nãy đến giờ á đó. Đó cả nhà, thì ông chủ cũng đang đi lại từ từ rồi đó. Thì cho Thi Lê giống như không có những cái mà chuyện nhạy cảm thì Thi Lê không dám nói nha. Chào chú. Cái gì nữa đây? Dạ thì bây giờ hai con bé chó là coi như là bớt chắc giá luôn rồi phải không? Rồi chắc giá. Là nhiêu chú? Rồi 3,5 triệu. 3,5 triệu hả chú? Sao không bây giờ mà lại đây mà lại... Trời ơi chú biết. Lại đây giờ tao đợi biết bao lâu. Mấy mối tao nãy giờ đi. Tao đứng từ sáng giờ tao xỉn tao giờ, vậy là cũng còn ở đây đó. Trời ơi. Còn 2-3 chập rồi. Chú biết sao không? Tại vì từ dẹp cái máy này nói chuyện tao mình quay hoài vậy. Có quay, con đang chụp hình hai cái con đang làm kỷ niệm. Làm kỷ niệm sao làm kỷ niệm? Mày đâu có được quay chi vậy? Thì con nói chú vậy nè. Thì hai con bé này thì tại chú biết sao không? Vấn đề từ Đồng Nai chạy xuống đây nó rất là xa luôn, nó kẹt xe. Nhưng mà chú cho con hỏi nè, hai con bé này nó có tên gì không chú? Tên chủ về tao cũng không nhớ nữa. Trời ơi trời. Ủa mà sao chích sao chú xích cái ổ khóa gì mà nó bự vậy? Rồi không sợ nó nghẹt thở chết à? Rồi mà nghẹt thở chết mẹ gì? Tao giận tao chặt hết từ nhỏ lớn rồi. Đó nó lớn con kia đó, còn 3,5 thấy không? Trời đó, thấy không? Đó nó cũng vừa ấy lắm, người ta mới xiết. Mà chú cho con hỏi nè. Bây giờ á cái thời này là cái thời mà coi như là Phật pháp mình phải ăn chay niệm Phật, mình không sát sinh. Mà thứ nhất á con nghe vợ chú kể cho con nghe, giống như là chú ăn thịt chó, ăn thịt mẹ của mấy hai con đứa này tội nghiệp lắm chú. Mẹ là bỏ cái chuyện đó đi, giờ thật tổ gì giờ cái lò giặt này mình tạo nó tạo mình thôi, mình thích ăn mình thích thôi gì. Trời ơi bây giờ là bữa nay là cũng còn Tết nữa chú, nhưng mà nói chú nghe nè, năm mới rồi thôi thì chú gạt những cái mà chuyện ác chú gây ra đó, chú dẹp qua bên đi, chú làm chuyện lành đi. Rồi mình tu tâm đi rồi sau này mình có thể chuyển kiếp làm người nữa. Chứ bây giờ chú sát sanh như vậy rồi sau này chú thành tụi nó rồi tụi nó ăn là chú làm sao? Cái chuyện nó kiếp sau đến đây giờ kiếp này thực tế là nó đang vàng đi. Rồi vật rồi người nó cũng thế như nhau, sẽ có người thắng người thua, sẽ có người giết qua giết lại với mình đi. Tu ai lại không tu? Tu là chuyện bình thường. Mới có sự tu chứ. Người tu hết rồi sao? Đó cả nhà. Còn nó tấm tắc là được dạy là tao hoài á. Giờ sao? Định đi. Rồi. Không thấy tao đi nữa à. Đưa tiền cho Dũng, để chú mới còng anh ơi. Tao xỉn nha, tao quả qua. Đây là số tiền mà 3,5 triệu. Thì Thi Lê cũng cảm ơn tất cả quý bà cô chú Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho Thi Lê số tiền này để Thi Lê có thể cứu hai con bé về mái ấm càng sớm càng tốt. Đây chú đi giùm con đi. Để mà có quay có máy hoài vậy? Có đâu, chụp hình nó có quay. 2, 3, giờ thì chắc xỉn rồi ha. 5, 6, 7, mới vừa đến đỉnh. Giờ chuẩn bị nhậu tiếp nè. Trời đất còn ơi. Còn 2-3 con chậm nữa kìa. Đó, chuẩn bị nuốt nữa để qua mùng 7 rồi mới tính. Ha. Uống kiếm nữa thì tao thích. Lâu lựa chọn. Trời ơi, tối ngày ăn thịt chó hoài luôn hả? Ừ.
nuôi nó rồi không có gì nhậu, làm mồi thì nhậu. Thôi vậy con cảm ơn chú nha. Rồi. À, cả nhà thì tôi giao mấy con chìa khóa tao xỉn thì chụp bắt mẹ rồi, muốn làm gì mà làm đi. Là bây giờ okay. Là bây giờ không có chìa khóa bảo luôn hả? À, không, giờ xỉn thì tao giờ tao kiếm rồi, bữa nào tao kiếm tao đi. Trời đất ơi, nhà cao cửa rộng, nhà giàu quá mà sao ta hưởng một cái cuộc sống sung sướng đi, ăn chay ăn gì đi. Không, sát sinh như vậy. Cục thịt chó đổ cục thịt heo của tao là không đổ mà. Trời đất ơi. Thôi về đi nhậu đi chú ơi. Rồi. Thì đó cả nhà, thì trước ống kính màn hình nè cả nhà nhìn thấy nè, hai con bé gầy chơi xương luôn, một con thì ba chân, một con thì lành lặn. Đây là hai anh em sinh đôi nè cả nhà, một con đực và một con cái. Thì bây giờ mình với lại cậu Dũng mang hai bé về máy ấm nha cả nhà. Hai con cứu mẹ. Mà về nha cứu con nha. Đó cả nhà, thì hôm nay đi Lê rất là mừng luôn. Thì Lê chỉ sợ là cứu hai bé không có kịp thôi cả nhà. Trời ơi, coi như thì người xỉn thì mình nói chuyện cũng giống như bằng không vậy đó. Thì Lê cũng cố gắng giải thích để cho ổng nghiêng về một cái hướng khác. Nhưng mà thôi, nói chuyện ở với ổng chút cũng vừa vốn mà. Để cứu hai bé này về, lo cho hai bé thì nó hay hơn cả nhà. Mà cái điều quan trọng thì cả nhà nhìn thấy nè, trước ống kính màn hình nè, trời ơi con bé nó đeo cọng dây xích mà cái ổ khóa giờ hỏi ông để đâu, nó chịu phá ông dục rồi, nản vậy sợ nản luôn á. Bây giờ chị không biết cách như thế nào, chỉ có về lấy kìm cộng lực cắt thôi cả nhà. Chán nản vô cùng luôn á, sung sướng rồi nha, về máy ấm mà nha con nha nha. Thì sẵn tiện thì Thi Lê sẽ đặt cho hai con bé này hai cái tên luôn, rất là dễ thương luôn. Thấy nó màu trắng nè, nó cũng giống như những cái bé chó củ cải kim chi đó. Thì bây giờ mình sẽ đặt cho con bé là con bé chó cục chân là củ cải đi, còn con đực là kim chi đi nha cả nhà. Về nha, về ba cho con cơm nha. Sao mừng tôi hả? Cứu hả? Cứu mừng hả? Nè. Ở đây. Củ cải. Hai bé hiền lắm cả nhà. Chắc nó ở đây nó cũng coi như là nó biết hôm nay là Thi Lê cứu đó. Nó mừng gỡ luôn, mừng quẩy đuôi luôn. Hiếm khi mà có những con bé chó nó cũng giống vậy lắm cả nhà. Có những con bé thì nó khi mà mình cứu trong lò mổ nó rất là sợ sệt và e dè, nó tự vệ. Còn hai con bé này nhìn nó ok lắm cả nhà. Đặt ra con tên là Củ Cải nha, còn bé Cục là Kim Chi nha, nghe không? Vậy ở với ba là coi như là không có bị cái ông mà sai xỉn nó hành hạ nó nha con nha. Xén chút xíu nữa thôi là coi như ông nói là ông nấu cháo rồi đó. Kẹt xe quá ba lên không có kịp. Chào cả nhà, thì hiện tại thì Thi Lê với lại cậu Dũng đã đưa hai bé về tới máy ấm an toàn nha cả nhà. Thì bây giờ cái điều quan trọng là ông nói là đi nhậu từ sáng đến giờ là chưa có ăn uống gì hết á, bỏ đói một hai ngày Tết rồi. Mà cái vấn đề là bây giờ cái cổ của con bé chó đực nè, nó bị xiềng xích cái ổ khóa nhìn chóng mặt luôn á cả nhà. Với lại cái con bé chó cục cũng vậy nè, mi giờ dịnh cái lấy cái kèm cái mày, nó vô lấy kèm giùm cái mày. Dữ không? Thấy nó mừng quá trời mừng luôn á.
ba biết, chân hả? Nó biết mình cứu á. Bị ông nội xỉn chặt chân hồi nhỏ đó. Dễ thương rồi. Hai anh em sinh đôi không? Đương trai đương gái. Đặt cho nó tên là củ cải với là kim chi đó. Đi cứu đó, mừng. Mừng quá trời mừng. Ổ khóa nhìn trúng mặt luôn à. Giờ bóp ổ khóa rồi, giờ ông nói ông xỉn quá, ông giục ổ khóa đâu, chìa khóa đâu, không biết. Con ha, thương thôi bây giờ đi ha. Cắt được không? Cắt được. Thôi cắt. Cắt đây luôn hả? Ừ. Ok. Cắn luôn nha, cắt được không? Ôi, về Dũng Vịnh được không? Cắn sao? đứng im để mở nè. Chị lấy gan mà. Đứng im. Giờ cắn sao không biết nè, bị lòn ở đây nè. Chưa? Chuyện vui da đó. Chưa? Rồi. Cắn luôn nha, đừng cắn luôn nha. Ê, từ từ. Chưa? Từ từ, Dũng. Rồi. Xích ổ khóa nè cả nhà. Chúng mặt luôn á. Này có cái cưng nhiều ký ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đưa cái bé vô mấy ông cả nhà. Mẹ chuẩn bị cho đèn cho mấy bé chó ăn. Cho mấy bé ăn luôn ha. Hai bé nó to quá, mình về mình phải chia ra cả nhà. Bé chưa có quen mình phải chia ra, chứ nó chật quá ăn không có được. Thì người vợ chia sẻ mấy ngày Tết nay là đóng cửa đi nhậu suốt luôn mà. Bỏ đói nè, cả nhà nhìn thấy nè, bụng nó hớp vô luôn á. Ăn coi như là không có e dè gục ghè luôn cả nhà. Giống như là nó biết mình cứu nó đó. Giờ đói quá rồi, chịu hết nổi rồi. Để lấy nước cho uống nha, ăn từ mắt nghẹn nha. Trời ơi, ăn kìa. Lấy nước con uống nha. Lấy nước con uống nha. Thank you.
Đây. Uống nước đi, uống nước đi. Ăn nữa à? Thì mình mới về thì mình cũng không dám cho bé ăn nhiều đâu cả nhà. Cho bé ăn nhiều quá cũng không tốt đâu. Cho bé ăn vừa vừa bụng thôi, rồi chiều tối thì Lê cho bé ăn tiếp. Uống nước đi, uống nước đi, uống nước đi. Tên gì? Đặt cho nó tên là củ cải đi. Cải, uống nước đi con, uống nước đi, uống nước đi. Đây nè, nước nè, nước nè. Uống miếng đi. Ăn hoài. Đòn nữa. Đói rồi, ba ngày nay đói rồi, rồi đói rồi. Con dự sinh chỉ thành sản hữu. Lại từ vô thủy đến nay, vì nghiệp mới muốn tạo ra bao nhiêu tội lỗi. Con chỉ mong cầu danh dự, lợi dụng, vốn kiếm từ dối trá đủ điều, tâm trí thân mạng, chuyện có mới không? Con thấy mỗi thứ, nghe mỗi thứ nghe, không nghe mỗi nghe, biết mỗi không biết, không biết đã biết. Làm nói cũng làm, không làm mỗi làm. Khi gì thấy gì, lừa đảo dối gạt người đời. Đến như cha con vua tôi, họ hàng kẻ mới làm gì đã không thành phần. Chỉ mặt là làm nghe cho mình, có thể tăng nhà bất cứ. Lại còn giả trò thiết thực, thường tự khen mình. Khen mình đã chứng tất cả số phận, chứng vô số phận. Mà là những người xóa đáng, chứng phận. Đến bậc A La Hán, Đức Chi Phật, bậc Bất Thoái Bồ Tát, lại còn bày tỏ ra hai bậc tồn tại để mong cầu tha thứ, chúng tôi cố gắng cầu nguyện. Những tội nghiệp vô tận những cơ quan như thế, vô hình. Con tên là Kim Chi nha. Bắt đầu thì kể từ đây là coi như cụ cải là Kim Chi như là thoát khỏi cái địa ngục trần gian này đó cả nhà. Thì nói thật luôn thì Thi Lê rất là mừng, Thi Lê rất là biết ơn tất cả quý bà cô chú mạnh thường quân đã hỗ trợ cho Thi Lê số tiền để Thi Lê có thể cứu được hai anh em sinh đôi về với ấm an toàn nha cả nhà. Ăn đi con, ăn đi. Ăn đi con. Kim Chi là mũi nâu, nhưng mà hai con bé có một cái nét giống nhau y chang luôn. Củ cải là bé cháu đực, Kim Chi là bé cháu cái nha cả nhà. Con bé Kim Chi là nó có ba chân thôi, tội nghiệp lắm cả nhà.